Cận cảnh dịch vụ phun mày chạm hạt xương bay vừa mới dứt kim tại Malaysia. Đây là cặp chân mày vừa mới làm xong tức thì tại nhà Malaysia nha các chị. Các chị ơi, nhìn thật kỹ giúp em cặp chân mày này để mình có thể so sánh được cái sự khác biệt mà Malaysia mang đến cho tất cả các chị thông qua dịch vụ phun mày tại nhà Malaysia. Chân mày này là được phun bằng công nghệ mới nhất luôn nha các chị nha. Công nghệ phun mày chạm hạt xương bay với chi phí là 1.800.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay ưu đãi cho tất cả các chị chỉ còn có 900.000 đồng thôi. Chị em nào mong muốn sở hữu một cặp chân mày tự nhiên như thế này thì cứ comment ở trong cái livestream này giúp em, để lại cho em dịch vụ phun mày cộng với số điện thoại với chi phí chỉ có 900.000 đồng thôi nha các chị. Ở đây là Malaysia vừa làm xong tức thì là quay cận cảnh trực tiếp cho tất cả các chị em luôn. Mình cùng theo dõi được cái dịch vụ phun mày nhà Malaysia sau khi làm xong như thế nào. Hoàn toàn là không sưng đúng không các chị? Nhìn cực kỳ tự nhiên luôn, giống như một cặp chân mày thật của mình luôn. Nhìn ở đây thì ai nghĩ đâu là biết vừa mới phun xong. Tại vì tâm lý các chị em vừa làm xong á, nghĩ rằng nó sẽ sưng nè. Nhìn làm xong nó sẽ già, nó dữ, nó đậm, không có đâu. Làm xong nó vẫn rất là tự nhiên cho mình. Tại vì đối với Malaysia nha, công nghệ này nó phải đảm bảo cho mình những cái tiêu chuẩn nhất định tại nhà Malaysia. Cụ thể nè, em sẽ phân tích cho các chị mình cùng thấy được dịch vụ tại nhà Malaysia nó sẽ như thế nào. Phun mày được sử dụng đó là công nghệ phun mày chạm hạt nha các chị. Thì chạm hạt ở đây có nghĩa là như thế nào? Đây, nhìn thật kỹ giúp em cặp chân mày như thế này. Chạm hạt tại nhà Malaysia có nghĩa là chạm từng hạt vào từng vị trí của cái chân mày. Ví dụ, chân mày của chị này thiếu ở điểm A, Malaysia sẽ bổ sung và điều chỉnh ở điểm A. Nhưng mà thiếu ở điểm B thì Malaysia sẽ bổ sung và điều chỉnh ở điểm B nha các chị. Chứ không phải là ở đây mình lạm dụng, mình phun đậm đen từ đầu cho đến cuối luôn. Như vậy là sai nha các chị nha. Tại vì như vậy nó sẽ làm cho cặp chân mày mình đậm, già và rất là dữ luôn. Thì ở đây cụ thể, chị khách hàng này phần đầu lông rất là đẹp các chị ơi, phần đầu lông rất là tự nhiên. Malaysia chỉ đi màu nó phất mơ như này thôi. Và tập trung là gì ạ? Tại vì chị khách hàng này đang cái khuyết điểm là ở phần đuôi lông mày. Đuôi lông mày của chị ấy có lông nhưng mà rất là thưa, cho nên là nhìn cái cặp chân mày nó không có được sắc nét. Cho nên Malaysia sẽ tập trung vào cái phần đuôi nhiều hơn để tạo cảm giác tạo được cái không gian 3D 6 chiều đó các chị. Đậm nhạt dần phần đầu rất phất mơ như này, đậm dần sang phần đuôi cho em nè, thấy không ạ? Và đảm bảo cho em được một cái tiêu chí là gì ạ? Thấy dáng không thấy khung, thấy màu không thấy mực, để tạo một cặp chân mày đẹp tự nhiên nha các chị. Thấy dáng không thấy khung có nghĩa là như thế nào? Đây, cái dáng chân mày rất là sắc nét, rất là sắc sảo, nhìn vào cực kỳ tự nhiên, nó phù hợp với khuôn mặt của khách hàng. Nhưng mà các chị ơi, nhìn giúp em nè, cái viền đâu ạ? Cái khung đâu ạ? Hoàn toàn không có nha các chị nha, hoàn toàn không bị nhấn viền, không có bị đóng khung gì cả. Và đồng thời cái màu mực á, Malaysia trong quá trình làm, Malaysia sẽ pha phối làm sao màu mực nó hòa quyện với cái sợi lông của khách hàng để tạo được một cặp chân mày nó tự nhiên nhất. Nhìn phun nhưng mà không biết phun, cứ nghĩ là cặp chân mày tự nhiên. Đó là cái điều khác biệt Malaysia mang đến cho mình. Và khách hàng đây vừa mới làm xong tức thì là Malaysia quay trực tiếp cho các chị em luôn. Bây giờ nè, người thật việc thật, em xin được phỏng vấn chị khách hàng này để cho tất cả các chị biết được cảm nhận của chị ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ. Chị ơi, em chào chị ạ. Sau khi mình vừa mới trải nghiệm xong dịch vụ phun mày tại nhà Malaysia đó chị, thì trong quá trình làm á, chị có cảm thấy đau không? Không đau không? Không có đâu. Dạ, nhưng mà hỏi nè, làm sao không biết tới Malaysia vậy ta? À, chị gái giới thiệu. Chị gái chị giới thiệu là chị gái chị đã làm dịch vụ ở Malaysia rồi hả? Nhưng mà trong trước khi chị đến Malaysia, chị làm chân mày chị có sợ không? Sợ làm xong là chân mày mình nó sẽ đau, sẽ già, sẽ dữ, sợ xấu không? Có. Dạ, nhưng mà sau khi làm xong thì nãy á, Malaysia có cho chị coi gương á, cảm thấy cái chân mày mình làm xong như thế nào? Đẹp. Đẹp hả? Có ưng ý hài lòng không? Hài lòng. Dạ. Rồi chị cảm thấy về cái mức chi phí tại nhà Malaysia như thế nào ạ? Bình thường. Bình thường. Ai cũng làm được hết đúng không chị? Đúng. Dạ. Nhưng mà em hỏi chút xíu nữa nha. Tới Malaysia đó chị cảm thấy về đội ngũ nhân viên nhà Malaysia cũng như là mọi người ở đây phục vụ chị như thế nào ta? Nhiệt tình, vui vẻ. Dạ, nhiệt tình vui vẻ đúng không chị? Đó, cho nên là những chị em nào nhiều khi mà đang có một cái cặp chân mày mình chưa có ưng ý á các chị. Ở ví dụ như nè, còn chân mày mình còn thưa nè, chân mày mình chưa có đầu, chưa có đỉnh, chưa có đuôi, nói chung là chưa có một form dáng chân mày đẹp á, hoặc là sợ rằng cái da của mình là da da dầu nè, da trùng, da chảy xệ, làm xong một cái chân mày nó không đẹp thì cũng cứ tự tin đến Malaysia cho em luôn. Tại vì chân mày này là vừa mới làm xong tức thì các chị nha, rất là tự nhiên, hoàn toàn không sưng không đau. Đó là tiêu chí tại nhà Malaysia mang đến cho mình. Dịch vụ này là công nghệ mới nhất hiện tại,
công nghệ phun mài chạm hạt sân bay, nhưng mà với chi phí chỉ có 900.000 đồng thôi, từ giá gốc 1.800.000 đồng. Và khi đến với Malisa, rất là nhiều yếu tố để tạo được một cặp chân mày đẹp các chị. Tại vì khi các chị làm chân mày như thế này, qua từng bước, có nghĩa là đầu tiên Malisa sẽ thiết kế một cái dáng chân mày cho các chị trước, làm sao cho nó hài hòa, nó phù hợp với gò xương hốc mắt của mình. Sau đó Malisa mới tiến hành là mình phun, và phun cũng sẽ lựa chọn một cái màu sắc làm sao nó hòa quyện với sợi lông. Chẳng hạn sợi lông các chị lừa thừa ở màu nâu, màu nhạt, thì Malisa cũng phải thiết kế sao cho nó phù hợp với sợi lông. Hoặc là khi màu đậm, cái loại sợi lông mình màu đậm, màu đen, thì Malisa cũng thiết kế sao cho nó đẹp nhất có thể, tự nhiên nhất có thể cho tất cả các chị. Và qua từng khâu như vậy, luôn có bộ phận giám sát kiểm duyệt chặt chẽ chất lượng cho tất cả các chị em, cho nên các chị sẽ hoàn toàn yên tâm khi mình sử dụng dịch vụ nha các chị nha. Rồi, Mai Sa xin chào Ánh Ngọc Mai ạ. Mai Sa xin chào Nguyễn Liêu ạ. Nga Nguyễn Mai Sa xin chào. Xin chào 81 chị em đang theo dõi livestream ngày hôm nay của Mai Sa. Thì hiện tại Mai Sa đang livestream cận cảnh trực tiếp tập chân mày được phun bằng công nghệ phun mới nhất tại nhà Mai Sa. Đó là công nghệ phun mày chạm hạt xương bay. Và các chị ơi, những chị em nào đang có tình trạng lông mày của mình chưa đẹp, chưa rõ dáng, lông mày của mình lưa thưa, thì các chị cứ tự tin đến với nhà Mai Sa nha. Hiện tại với dịch vụ công nghệ phun mày chạm hạt xương bay ưu đãi từ 1.600.000 đồng, các chị chia sẻ livestream chỉ còn với giá là 900.000 đồng thôi ạ. Đây là Mai Sa livestream cận cảnh trực tiếp cho tất cả các chị em mình cùng xem luôn. Bởi vì nhiều khi đưa video hoặc hình ảnh lên, các chị lại nói rằng Mai Sa Photoshop. Vì vậy Mai Sa làm xong sẽ livestream cận cảnh bằng hình ảnh người thật việc thật, không qua chỉnh sửa màu sắc hay là âm thanh ánh sáng, để cho tất cả các chị em mình cùng xem luôn nha. Và bây giờ em sẽ phân tích lại về cái tình trạng cặp chân mày vừa mới làm xong đẹp và tự nhiên như thế nào. Đầu tiên, đây là Mai Sa đang được phun bằng công nghệ phun mày chạm hạt xương bay. Chạm hạt có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là phun chạm từng hạt vào từng vị trí nhỏ của cặp chân mày. Thiếu ở điểm nào, chúng ta sẽ bổ sung vào điểm đó. Ví dụ, chân mày này thiếu ở điểm A, chúng ta bổ sung vào điểm A. Thiếu ở điểm B, chúng ta bổ sung vào điểm B. Tránh chúng ta phun lạm dụng, đậm từ đầu đến đuôi là sai hoàn toàn các chị nha. Và các chị cùng quan sát chị em cặp chân mày này, các chị thấy cặp chân mày rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phần đầu cặp chân mày đã có cái sợi lông sẵn rồi, Mai Sa chỉ cần phớt mơ vào cái phần đầu chân mày thôi. Còn riêng phần đuôi của chị khách hàng này, đó lại bị thưa, bị thiếu và bị hụt lông. Mai Sa sẽ tập trung vào phần lông mày, phần đuôi một chút xíu để có thể tạo ra một cái không gian 3D 6 chiều, làm nên một cặp chân mày rất là nhẹ nhàng và tự nhiên các chị nha. Nhưng mà phải đảm bảo được cái yếu tố đó là thấy dáng không thấy khung, và thấy màu không thấy mực. Thấy dáng mà không thấy khung là có nghĩa như thế nào? Đó là dáng mày đây rất là tinh tế và rất là sắc sảo, không hề bị đóng khung nha, các chị nhìn kỹ, và cũng không hề bị đóng viền. Về hình dáng, phần đầu sẽ là to nhất, sẽ nhỏ dần về phần đuôi. Còn về màu sắc, đó là phần đuôi sẽ đậm nhất và nó sẽ nhạt dần về phần đầu. Ở giữa sẽ lan tỏa ra hai bên viền rất là nhẹ nhàng tự nhiên nha. Còn thấy màu và không thấy mực là như thế nào? Đối với phần màu sắc tại nhà Mai Sa, đó là phun xong không có lộ màu mực nha. Bởi vì Mai Sa sẽ pha phối theo cái đầu sợi lông mày thật của khách hàng. Ví dụ như là đầu lông mày của chị khách hàng này, sợi lông mày đó là màu nâu đen, Mai Sa sẽ pha phối theo màu nâu đen nha. Còn nếu sợi lông mày của chị khách hàng nào màu nâu tây, Mai Sa sẽ pha phối theo màu nâu tây, miễn làm sao để cho màu mực sẽ hòa quyện với màu lông. Người khác nhìn vào sẽ không thể nào phân biệt được đâu là chân mày thật của khách hàng, đâu là chân mày vừa mới làm xong. Rất là nhẹ nhàng và tự nhiên các chị nha. Và em xin nhắc lại một lần nữa, hiện tại đối với cặp chân mày vừa mới làm xong tại nhà Mai Sa, được phun bằng công nghệ phun mày chạm hạt xương bay, ưu đãi từ 1.600.000 đồng, các chị chia sẻ livestream chỉ còn với giá 900.000 đồng thôi ạ. Dạ chị ơi, có nhiều chị ở trong livestream này khen cặp chân mày rất là nhẹ nhàng và tự nhiên luôn. Vậy chị có cảm nhận gì sau khi làm xong cặp chân mày này không ạ? Rất đẹp. Rất là đẹp đúng không ạ? Vậy khi mà chị ưng ý rồi thì vì nhà chắc chắn là sẽ giới thiệu khách cho Mai Sa đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng. Hôm nay chị tới đây với ai ạ? Dạ với chị gái. Chị gái hôm nay làm dịch vụ gì của Mai Sa không? Có chân mày. Dạ, là hôm nay cả hai chị em cùng tới với nhà Mai Sa làm cặp chân mày luôn ha. Dạ rồi, thì hôm nay Mai Sa đã làm chị một cặp chân mày đẹp và tự nhiên như thế này. Về nhà chị tin yêu này, chị tin tưởng này, chị sẽ tiếp tục ủng hộ Mai Sa dịch vụ khác nữa. Đồng thời còn giới thiệu thêm bạn bè người thân quay trở lại ủng hộ Mai Sa rất là nhiều. Đó là lý do vì sao lượng khách hàng của nhà Mai Sa lúc nào cũng đông như trẻ hội các chị nha. Và các chị ơi, để có một cặp chân mày đẹp như thế này, phải phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên đây ạ, em cho tất cả các chị em mình cùng xem.
Về màu mực tại nhà Malaysia nha. Đây là màu mực Dr. Magic được nhập khẩu chính hãng. Rất là an toàn cho sức khỏe và đảm bảo về gu thẩm mỹ luôn. Chỉ cần phun chạm lướt nhẹ ở trên da thôi. Phun đâu là bám đó, không dày, lì, không cộm màu nha. Và đặc biệt là các chị làm xong mà đẹp tự nhiên luôn. Không cần phải ăn kiêng, không cần phải nghỉ dưỡng gì hết trơn. Ngày mai đi tiệc đi đám cưới thoải mái. Thứ hai đó là về máy móc công nghệ tại nhà Malaysia. Đều là máy móc trang thiết bị hiện đại. Và quan trọng nhất đó là yếu tố tay nghề của chuyên viên tại nhà Malaysia. Đều được đích thân tổng giám đốc Malaysia cầm tay chỉ việc nha. Tay nghề chuyên viên phải giỏi, phải nhiều năm kinh nghiệm thì mới được làm trực tiếp trên chân mày của khách hàng. Để cho khách hàng cảm thấy hài lòng, cảm thấy ưng ý thì khách hàng lại tiếp tục giới thiệu thêm bạn bè, người thân. Từ đó cấp số nhân cứ dần nhân lên. Một người giới thiệu cho hai, hai giới thiệu cho ba. Vì vậy lượng khách hàng của Malaysia lúc nào cũng đông các chị nha. Và các chị ơi, những chị em nào đang ở gần các chi nhánh của Malaysia thì các chị cứ tự tin ghé tại các cơ sở tại nhà Malaysia để có thể làm đẹp. Bởi vì Malaysia có tất cả 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc từ Bắc vào Nam. Chi nhánh nào làm cũng đẹp, chi nhánh nào cũng xinh, vì vậy các chị hoàn toàn yên tâm. Dạ rồi, chào chị Hồng Hạnh, chào Như Ý Nguyễn, chào tất cả các chị em đang theo dõi livestream của Malaysia nha. Tất cả các chị em nào, các chị còn đang tự ti á, chân mày của mình còn chưa được đẹp, thiếu đầu, thiếu đỉnh, thiếu đuôi, chân mày còn lưa thưa, hoặc là da của mình á, da nhờn, da lão hóa, sợ rằng lên cặp chân mày nó không có đẹp, thì cứ tự tin đến với Malaysia cho em, để được giống với chị khách hàng này. Một cặp chân mày đẹp như thế này, bằng công nghệ phun mày chạm hạt xương bay, độc quyền tại nhà Malaysia nha các chị. Với chi phí là chỉ có 900.000 đồng thôi, từ giá gốc là 1.800.000 đồng các chị ơi. Tại vì sao ạ? Cơ sở bên ngoài ơi, bây giờ rất là nhiều những cái cơ sở thẩm mỹ, nhưng mà em nói thật lòng nha, các chị đi ra ngoài, các chị làm cho em một cặp chân mày, lỡ mà nó già, nó dữ, nó xấu, nó không có ưng ý hài lòng các chị á, các chị đi làm lại rất là cực, tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn công sức của mình. Thay vì như vậy, các chị, mình chia sẻ cái livestream này giúp em bấm tim thả like, cũng như là gì ạ, mình đến những cái cơ sở thẩm mỹ như Malaysia như thế này nè, các chị làm, các chị sẽ rất là an tâm để các chị được có một cặp chân mày đẹp và giúp các chị xinh hơn, đẹp hơn, đúng không các chị? Malaysia tính phí cho mình như thế này là bảo hành bao đẹp cho từng khách hàng. Qua từng khâu làm cho mình luôn có bộ phận giám sát chặt chẽ, và đồng thời nha, sau khi làm xong còn có bộ phận Zalo kết bạn để chăm sóc cho mình, hướng dẫn cho mình cách chăm sóc sau khi mà mình làm nữa, đúng không các chị? Đó, cho nên là còn chần chờ gì nữa, chị em nào đang gần chi nhánh nào cứ đến với Malaysia cho em. Cặp chân mày các chị chỉ có một mà thôi. Làm xong nó đi theo các chị, theo năm, theo tháng, cho nên làm gì làm cũng phải sao ạ? Tìm hiểu thật là kỹ những cái cơ sở uy tín cho em để làm đẹp cho các chị, làm đẹp nhưng mà phải an toàn nha các chị nha. Rồi, và từ nãy tới giờ đó, thật sự luôn là Malaysia cũng đã bắt cóc chị khách hàng này cũng một khá lâu đúng không ạ? Để có thể quay một cái đoạn cận cảnh cho tất cả các chị mình cùng xem cái dịch vụ tại nhà Malaysia nè. Thì cảm ơn chị rất là nhiều luôn ạ, về những lời chia sẻ của chị. Và cũng cảm ơn tất cả các chị em đang theo dõi livestream của Malaysia nhé. Tina nè, đẹp quá, cảm ơn Tina nha. Tất cả các chị em nào muốn sở hữu cái chập chân mày như thế này cứ đến Malaysia cho em luôn. Và xin chúc cho tất cả các chị có một buổi trưa thật là vui vẻ nhé. Malaysia xin chào và hẹn gặp lại ạ.